Ăn cá thơm rất là thơm luôn đó nha. Cá thơm quá anh ơi. Chà, với mỡ hành lên cá nha. Quá trời đất không luôn. Nhìn tô nước chấm là thấy thèm rồi đó. Rau nhà trồng có dùng cái nó tươi không? Dạ, gặp miếng bún nữa. Cái cuốn của cha đẹp quá trời ha. Chấm lúc lượt. Mà cái nhà luôn. Dạ. Chứ cha ra ngoài đồng cứ rượm là cứ rơm cỏ gì, đụng con gì, nướng con đó. Chào cả nhà, trở lại với tiếp theo của gia đình mình nha. Cha cả nhà. Chào. Cha, cho cha coi này nè. Nè. Hồi sáng con mới mua đó cha. Hai con cá lóc. Hai con này 3 kg luôn. Tầm 3 kg luôn. Tầm 3 kg á cha. Ừ, bự lắm á. Nó bự chảng luôn nè. Thì bữa giờ nhà mình cũng thèm món cá lóc nướng đó nha. Nướng hả? Dạ, dạ. Nướng rơm hả? Nướng than. Con có mua than à? Chắc nướng than quá trời. Dạ. Lâu lâu thèm món cá lóc nướng đó nha. Nướng của bánh tráng hả? Dạ. Nên hôm nay gia đình mình sẽ ăn món cá lóc nướng nha. Giờ đi nhúng cái bếp. Đây. Hồi sáng cũng có chuẩn bị cây mía nè. Để hồi xỏ trong cá nướng cho nó dễ. Để bắt cái dừa ở dưới. Xong rồi mình cắt than lên. Rồi, giờ mình sẽ mồi lửa nha. Giờ mình sẽ đặt cái dĩ lên để chuẩn bị nướng cá. Này sử dụng 2 cái dĩ luôn cho nó chắc. Rồi. Cá nướng thôi. Mới nướng con chút mà thấy thơm lắm rồi cả nhà. À chà, wow, mấy bên đây nó cháy cái phần này, giải thơm ghê. Xin chào cả nhà nha. Thì mình đang làm bánh me cả nhà ơi. Anh Tông thì đang nướng cá ngoài kia. Mình thì làm bánh me ở trong đây. Dứt me ra đây đừng mình nấu nha. Nấu cho nó ra cái dứt me. Rồi cái phần hành này hồi mình cháy nè, cháy cho nó thơm lên. Nay nhà hết tỏi củ hành thì mình lấy gốc hành luôn, cháy cho thơm. Giờ mình cho nước vô nồi me luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cháy cái phần bánh me. Dầu sôi mình cho hành, củ hành vô đi. Rồi bây giờ phần củ hành của mình nó đã vàng rồi, mình sẽ cho những cái nguyên liệu gia vị vô luôn nha. Cho khoảng cái chương ớt, chương cà vô. Cháy được phần rồi. Cho nước mắm vô. Theo là cho đường luôn nha. Vì cái này me chua cho nên cần đường nhiều. Để trước như đây 2 muỗng nè. Và bây giờ me của mình nó cũng đã tới rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chế vào đây luôn nha. Cho cái phần xác nó còn ở lại anh đây nè. Mình chỉ lấy cái phần nước cốt thôi. Rồi đây là cái phần ướp ớt tươi để mình mới băm vô nè. Giờ mình cho vô đây luôn nha. Cho nó cái cay. Mình đã để đầy đủ nguyên liệu rồi cả nhà. Thì hồi mình sẽ nêm nếm lại rồi mình thêm cho nó vừa ăn nha. Trong thời gian chờ cái chảo me này nó sạp lại thì mình sẽ đi ra đậu phộng nha. Cho đi tí muối.
ăn cái lớp nướng vậy nó cũng muốn gần chín rồi đó cả nhà. Mình sẽ cạo cái lớp giấy nó bị cháy này. Quá trời thơm luôn. Thơm quá. Bây giờ anh Tân đang chuẩn bị làm cá nướng rồi đó nha. Giờ sẽ khui ra. Để khui ra. Rưới mỡ hành và đậu phộng. Đây là cái phần đậu phộng với cái phần mỡ hành mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Rồi anh chỉ cắt cá ra rồi rưới lên thôi. Rút nè, rút kiếm nha. Anh nướng bằng cây mía hả? Trời ơi, cái ruột. Đi theo luôn hả? Tự nó dính cây mía luôn rồi. Trời ơi, đi theo luôn rồi. Giờ cắt này ra nha. Cá thơm quá anh ơi. Thơm. Thơm phức luôn á. Kích thích rồi đó. Thèm ăn rồi đó. Coi bên trong sao đây. Cái này sáng anh nướng, anh thấy anh nướng dĩ hả? Sáng anh nướng dĩ. Chứ đâu có nướng trui hả? Hôm qua là nướng trui đó cả nhà. Mà thôi, không có gơm. Không có gơm hả? Nướng trui hay nướng dĩ ngon hơn ta? Nướng trui em. Nướng trui là đặc sản xưa giờ. Mình đồng trứng hết rồi cả nha. Nè, lấy nguyên cái xương ra luôn nè. Họ anh tỉa xương sơ sơ, mấy xương không sơ sơ á. Ăn không bị mất xương, em sợ mất xương lắm. Tại vì mình cuốn rau cái mình không cái có kiểm soát được. Cái này sáng sọt cây mía vô á, cái nó dập cái mặt. Rồi ơi, vậy chắc sợ đắng không ta? Không sao, đắng đắng nhẫn nhẫn ngon. Rồi, con thứ hai nha. Con này bự hơn con nãy luôn nha. Hai con cá lóc quá trời ơi, y chang dính ruột luôn hả? Dính bao tử vô cây mía luôn. Trời ơi, sao dính hay dữ vậy? Thơm quá. Bây giờ mình sẽ rưới mỡ hành lên cá nha. Cá ảnh lấy xương sao sạch sẽ cả nhà. Thì anh cũng lấy xương kiểu mà sơ sơ đó. Sơ sơ à, chứ không có chắc 100% nha. Hồi mình coi ăn, lại ha. Mình ăn thì mình cũng phải coi lại chứ để nguy hiểm, cá lóc nhiều xương lắm. Có mỡ hành vô thơm ghê không? Ngồi đậu phộng nữa. Thơm dữ nữa. Có đó, đậu phộng cái gì, đậu phộng với mỡ hành lên nó bắt mắt á. Đẹp. Thơm. Rồi xem cái cho đậu phộng ra nè. Quá trời đậu phộng luôn nè. Rồi cho đem hai cá ra kìa cả nhà. Wow, hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Ngon quá. Những tô nước chấm là thấy thèm rồi đó. Này uống nước ngọt nha. Rồi như vậy là hai cá lóc mình cũng đã nướng xong rồi cả nhà. Cả nhà coi nè, rất là đẹp luôn á. Rồi thì giờ mình mời cả nhà ăn chung với gia đình nha. Giờ mình mời cả nhà ăn chung với gia đình mình luôn. Con giờ mình chắc ăn trước một con đi em. Rồi coi sao rồi mình ăn con tiếp con thứ hai. Con này đi. Thấy con nào cũng ngon hết trơn á, nhưng mà anh thấy con này nè da nó trắng hơn nè. Ăn đi. Cha ở gần cái chợ làm cũng tới chưa. Dạ. Gió này con cuốn không? Giờ con cuốn không? Con dạ ấy cá rồi con gấp chỗ Út cho. Con gấp chỗ Út rồi. Này mềm mới. Cha lấy muỗng dít nè. Mà còn xương gì? Còn xương á. Ở chỗ trước đi. Cái xương nhớ. Còn xương nha. Cả nhà mình cẩn thận nha. Còn xương nhiều lắm. Còn. Cảm ơn cha. Xương nha Nhi. Xương nhiều lắm nha em. Có coi cái xương nhớ. Rồi cha gắp cho cha đi cha. Nhiều rồi. Rồi cha ăn đi cha. Bữa giờ là
cả nhà mình thèm mà món cá lóc nướng nên quyết định là hôm nay sẽ làm nướng lâu lắm rồi đâu có ăn lại đâu anh. Đúng rồi, lâu lắm rồi đâu có ăn cá nướng này đâu. Sáng nướng mà thiệt chứ thơm ha, nhìn là muốn thèm ghê luôn á. Cha giờ cha hồi nãy cha có nhúng nước không? Rồi cha nhúng quên cha. Nhúng nước rồi. Nhúng nước bánh tráng rồi. Tại bữa giờ cha nhúng bánh tráng mỏng á, quen á, ăn bánh tráng mỏng quen á. Nên nay ăn bánh tráng dày cái quên cái chuyện mà nhúng nước. Chứ cái này không nhúng ăn không nổi đâu trời, nó cứ ngắt. Bánh mắm nó kia mình khó nhúng. Dạ. Tại vì cái loại này loại dày cha. Dày nó nhúng rồi. Úp nãy có nhúng nước không? Có. Không nhúng mình sợ luôn đấy. Này bữa nay là cái món khoái khẩu của Úc. Nay trúng tủ nha Úc. Hai con cá này sáng mình mua cũng bự lắm nè, cỡ gần ký rưỡi con nè. Con cũng sợ xương lắm. Xương nhiều lắm đó. Hồi nãy lấy ra không hết đâu. Nãy có ủy xương mà. Dạ. Mà không rau, có cái lóc xương nó cũng dễ. Dạ. Bánh không rau. Để đủ rau mới được. Dạ. Rau nhà trồng nó có dùng thấy nó tươi không? Dạ. Cắt miếng bún nữa. Chấm lúc luôn. À, mở cái nhau luôn. Dạ. Cha rất là thích món cá lóc nướng luôn cả nhà. Ngon không cha? Có không? Nhi thì cũng đang gói rau luôn nè. Trời, Úc cuốn quá đẹp á. Úc cuốn có kinh nghiệm luôn rồi. Ừ. Người ông cháu nướng nè. Dạ. Ngon. Dạ. Ngon Úc ăn nhiều nha. Ok. Em cũng cuốn xong rồi nè. Dạ. Sao cuốn em như thấy chưa có được ướt hung đúng không? Tại nó nhúng có nửa bên nè. Dạ. Nhúng nhúng quá. Cái nước trắng nè. Rồi mời cả nhà luôn nha. Thử coi nước chấm làm ngon không. Bữa nay làm nước chấm mà cũng hơi thiếu đồ cả nha. Hồi sáng nhà hết tỏi nên lấy gốc hành làm, không biết nó có thơm hay không nữa. Cha thấy nước chấm làm được không cha? Nước chấm làm thơm chưa? Thơm ngon. Dạ. Con sợ con có bầu á, cái lạc miệng á là nước chấm nó không ngon mà là trước á. Miệng sợ đi không được. Cha thấy ngon mà. Anh thấy nước chấm mắm me mà làm kiểu mà cháy vậy nè. Ăn nó thơm mà nó béo nữa. Cha, con nghe nói cha thích cái ruột phải không cha? Đậu cá nè, bây giờ cũng nhờ có cái ruột nó béo béo. Cho con gắp cho cha miếng ruột rồi nha. Ăn hết một lần này luôn cha. Hết một lần nha. Rồi. Dạ. Khoan, còn thiếu nha. Cái em biết anh, thiếu gì không? Cái, cái bào tử. Cái này là cái bào tử hả? Đúng rồi. Cái bào tử mà cha biết làm sao hồi sáng làm xiêm cái mía vô để nướng nó cha. Cái bao tử á, nó lủng cái bao tử xong rồi dính vô nước xong rồi dính vô cái mía luôn. Ngon à nha. Cha mình rất là thích ăn ruột cá luôn á. Ăn nó béo. Em biết ăn. Dạ. Úc biết ăn không? Úc ăn ruột cá được không? Ruột cá lóc. Không được. Dạ. Nhà mình ở nhà thì chỉ có mình với cha. Mình với cha là hảo ruột nhất. Ruột cá lóc. Cái cuốn của cha đẹp quá trời ha. Chấm vô. Ruột cá bị đắng không cha? Không. Đó nha, anh Tăng nó bị dập rồi, bị dập cái mặt gì đó. Hồi nãy bị dập cái mặt. Nó bị đắng rồi. Hai con nào cũng bị dập mặt hết cha. Ghim cái mía. Mà có cái bạc cái mía ngon. Dạ. Ăn nó nhẫn. Rồi vô ăn luôn con. Dạ. Ngon anh, quá. Anh ăn luôn. Thèm quá cả nha. Cha gấp đậu phộng cho múc đi chơi. Lâu nay thấy muộn rồi múc. Dạ. Nó bẻ hộp cái đậu phộng vô cho nó thơm. Dạ. Rồi thì giờ mình sẽ vô ăn chung với gia đình luôn nha. Vô ăn luôn con. Dạ. Ngon quá. Nãy giờ anh thèm lắm phải không? Trời ơi thèm chứ. Ăn luôn. Chưa tên thấy cái mùi thơm của nước mắm me rồi đó.
Anh ăn thử đi. Ừ. Còn cái nè. Sáng em làm em lo không sợ không ngon á. Em niêm nếm biết có giống gì hỏng không á. Ngon mà. Dạ. Với này cũng thiếu hành. Thiếu gia vị. Thiếu tỏi. Thiếu hành tím cũng không có cái lấy củ gốc hành đó nha. Gốc hành lá. Hành cứu mà cứu không được rồi. Thì uống ăn nước, uống ăn nước. Đi con tự cứu. Xấu quá. Dạ dạ, uống ăn đi. Cảm ơn ông nha. Đi con gã tay đi chứ. Em mấy con thịt để anh gấp cho. Dạ chứ. Anh ơi, em đang cuốn rồi nè. Thịt cá thấy mê quá trời nè. Nào. Cảm ơn. Đi con dễ rồi. Này có kinh nghiệm hơn nãy cả nhà. Thịt cũng gọn hơn. Có kinh nghiệm hơn. Với lại nhúng không chưa ướt hết đó. Ừ. Cũng khó hơn giờ. Cũng ok hơn rồi. Đó. Anh chọn thêm miếng cá nè. Đó. Rồi anh ăn đi. Anh gói qua anh đi. Kệ cho đủ luôn chứ. Em nè. Đúng rồi. Cá lóc nướng là phải có đứng gì? Đứng ngoài hè mà cái bụng rồi. Mỡ hành. Rồi đậu phộng ha. Rau đầy đủ. Ăn nó mới ngon được. Cái kiểu hồi xưa á nha. Ăn cá lóc nướng á. Đâu có vụ mà ghế xương đâu. Nướng con cá lên không thì chỉ cái xương nó nhai luôn. Nhai hả? Ừ, nhai nhuyễn luôn. Nhưng mà không sợ mắc cỏ hả? Tại ăn cá hồi xưa cha bắt về thường thường mấy cá gọn gọn mà. Cá nhỏ mình nhai, nhai xương luôn. Cá nướng em, nó phải có dầu húng lũi vậy nè. Dạ. Thơm. Rồi mấy bộ húng lũi của nhà mình trồng quá tốt chứ. Để tổng. Không có tới chừng trồng rồi nó tốt bịch trời luôn. Dạ. Tốt chưa. Rồi mời cả nhà nha. Chấm thì phải lúc luôn. Có me nè. Thế sao? Ừ. Giống như đậu hảo không hay là nó dở hơn. Nước chấm thì béo. Béo. Chua chua cay cay ha. Thơm thơm nữa. Còn vị cá thì ngọt. Ăn túng hộp lộp hộng thì thơm, rất là tuyệt vời luôn đó nha. Con bây giờ mày đặt có bây giờ mà nhà mình làm được mình để đậu phộng nữa, mở hành đồ rồi bay ra mấy cái chai ra ngoài đồng á, cứ rơm là cứ rơm cỏ gì đụng con gì nướng con đó. Cha nướng chui phải không cha? Nướng chui. Nhưng mà nướng vậy ngon. Cái vừa nướng xong mình nó hơi nóng nguội ngút lên á, ăn cũng ngon lắm. Ăn phải ăn đâu liền. Đâu có được bấm me đâu, muối cục. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Ăn muối là thiệt chứ. Cái vị của con cá làm sao không? Mình biết không? Nó ngọt. Nó không có pha lẫn vào đâu được. Ngon. Xuất sắc. Để em lấy thêm bấm me cho mọi người nha. Cha muốn gần hết rồi. Ngon. Cho ăn nhiều chưa? Nguyên tố me luôn. Cái này dư rồi. Ăn cái chiều luôn. Hai cá này, một tô me này cầu 5 con cá á. 5 cá lóc á. Để dành. Bữa sau nướng tiếp. Ừ. Tại vì bắp me này mình nấu lên nó chín đó cả nhà, mình để lâu ăn được. Ừ. Để cả tháng ăn gì cũng rẻ, mở cũng bỏ tủ lạnh. Tại vì cái hũ á, mình để ăn cả tháng cũng được đó. Ăn đi. Lúc nãy nhà cũng ăn được không? Được. Hai cuốn rồi. Hai cuốn nha. Tự gói luôn không? Tự gói luôn. Dở ta. Nãy giờ Út có tới bắt xương gì không? Xương có xương nhiều xương không? Nha. Có xương không? Út có xương không? Không. Cẩn thận nha Út. Út mắc cổ là rất là lo luôn cả nhà. Đây nè. Có con xương nè. Đây nè, thấy chưa? Con bự ghê không? Xương cả nhà nó còn sót nè. Nhiều lắm, không bao giờ mà gấp kỹ hết được đâu. Còn anh ăn túng là hồi nhai luôn. Nhai luôn. Thầy tại Út không có răng yếu á, không có lừa được. Đúng như rồi. Mình được kỹ kỹ rồi. Em có đủ răng mà em lừa con không được. Cũng như nó lộn xộn rau á, cái mình khó lừa. Thế nhưng mình ăn không mà được. Trưa nắng
cả nhà mình ngồi dưới gốc dừa ăn cá lóc nướng ha, mát mẻ mát mẻ, gần cái đìa cá nữa. Nó mát đó nha, trưa nắng nhưng mà được cái gần đìa cá. Bây giờ gió mát chứ ngồi dưới gốc dừa mát lắm, bữa nào có gió nè. Còn mấy cái bữa mà cái đìa cá của mình mà cái bơm ra cho bơm nước ra rồi á, cái đìa nó khô á, trời ơi nó hực nắng á, ra đi ngồi á nó hực nắng nóng lắm, có hơi nước đỡ nha, có hơi nước vậy mà nó đỡ đó. Dạo này hết mưa rồi, thấy nắng hôm nay suốt luôn. Chưa tới mùa mưa cũng gần rồi đó. Cũng để rau nhỉ? Dạ cuốn lại cái rồi mới để rau vô. Em cuốn lạo phải không, những cuốn lạo phải không? Rau bữa nay là mình không có lặt, để cho ăn cái đâu là cái đó, hay đúng rồi đó, đúng rồi đó, ăn tới đâu rồi đó, út nó hay quá. Rau xanh con mỏng ăn cái đó đi. Mấy cái dưa leo này nè, nó cong cong quẹo nhỏ nhỏ chứ thật sự không phân thuốc nha cả nhà, ăn tốt. Cho nhà mình trồng mà mình ăn đâu có phân thuốc gì. Nhưng mà em thích ăn vậy á, nó vừa mình vừa mới hái nó vừa ngon vừa ngọt mà lại an toàn không phân thuốc nữa. Nha, mình ăn khỏi được vỏ cũng được nữa, ngon nhỉ. Mới hái lắc ra cái mình đừng có rửa, mình kiếm gì cái mình chùi gì cho nó ngọt. Ăn kiểu ở ngoài đồng á cái nhà. Đúng không? Như nói đợt sau mình cha có trồng dưa leo, cha có trồng gãy không, cha trồng dưa leo lại nữa, khoái thích ăn dưa leo. Dưa leo luôn. Ăn đỡ ngán, đỡ ngán hả cha? Mình đỡ ngán, không phải mình trồng rồi mình khen hay sao, mình ăn hổm nãy ăn rồi ăn uống ghiền luôn. Dạ. Nó giòn mà nó ngọt đó. Ăn kiểu thế tới cây luôn á. Ăn cái lấy em để cha chén ớt á, đầm ăn chén ớt cái chấm dưa leo chấm. ăn như tới cây vậy đó. Đợi vô phòng á, mới mở cái phòng ra nhìn qua cái bàn thấy một gỗ dưa leo. Dưa leo đồ ngon ngon á, hái cái gỗ luôn á nha. Cái đầm chén ớt cây cay hay rồi chấm. Mà không chỉ là em thích, anh thích mà còn Sâm nó cũng thích nữa. Đúng không? Sâm cứ thấy tả dưa leo cầm tới dưa leo, dưa leo rồi ăn. Mà không dám cho nó ăn nhiều. Cái còn nhỏ không dám cho nó ăn nhiều. Sợ đâu. Ăn dưa leo lắm. Bởi đợt sau có chồng, cả chồng bị vài clip dưa leo nữa cho. Đặt này cho chồng nó dưa leo nữa. Chắc nó dễ ăn. Dưa leo dễ ăn. Mà cũng anh thấy là ít sâu bệnh hơn mấy loại khác. Có năng sức hơn. Tại mà không có sâu cái bàn đêm mới cho ấy tới ra cho bắt. Hồi đó nhớ cái đợt mà cha trồng gãy còn nhiều quá, cha trồng dưa leo cà chua rồi đó. Trời ơi. Trồng nhiều lắm. Hình như là trồng 2 công hay 3 công, 2 công đúng không? Trồng 2 công rồi, cứ 2 công có sâu đợt rau là trồng hết nên là 3 con mấy 4 rắc. Dạ. Mấy công đất. Mà đó cha mình được con cái làm trời phú cái được cái là tay canh điền đó nha. Trồng đồ rất là tốt luôn. Mà trước ở dưới mình tên này trong con lép rồi trước đó trồng dưới mấy ruộng đó mình cuốc lên đó. Dạ. Bởi vì đất nó tốt hết nha. Trồng nó kiểu nó trúng ghê, trúng mùa. Kiểu hồi xưa là trúng mùa mà được giá nữa cả nhà. Có đợt con thấy nha, dưa có đợt hồi xưa mà 5.000 một ký. Không? Đất. Có đợt cũng cho hái một ngày có hơn 1 tấn dưa trời. Yeah, quá trời. Dưa nó nặng ký ha. Đúng rồi. Nặng ký mau có ký. Mà con biết hồi trước á mình trồng dưa mình hái trái bự không rồi, chứ bây giờ đâu có hái bự quá ta chê à. Dạ. Hồi xưa con thấy là được con gái là cái trái dưa trời nó bự bự không à. Rất là bự luôn nhi. Chứ đó em thấy dưa leo mà bự em kêu bằng dưa heo mà. Dưa heo. Nhưng mà xưa người ta chuộng. Xưa người ta chuộng cái dưa bự đó đó. Còn giờ hái kiểu bự bự vậy người ta chê. Mà hái bự vậy nó cũng mà có ký bự luôn mà. Như đậu que đồ nó nhẹ ha, lâu có ký. Như dưa leo vài trái được ký rồi. Nhưng mình theo mình là người tiêu dùng á, mình ra chợ mình mua đi. Mình thấy một cái dưa leo mà nó còn nhỏ, nó còn ngon thì mình sẽ muốn mua hơn á. Đúng rồi. Còn qua cái chỗ người ta bán cái dưa bự mà hơi dài mình còn không. Còn nhà vườn người ta thích thái bự có ký. Đúng rồi. Còn mình thì muốn mua nhỏ non.
Mà bây giờ ai cũng vậy, trồng một cái bán vừa cỡ đó, cỡ đó không chứ bự quá người ta đâu chịu. Dạ. Người ta bán mua giá rẻ không nha? Ừ, rẻ lại. Dạ. Người ta mới kêu mình hái cỡ nào mình phải đi hái vậy chứ. Dạ. Đâu để bự như người xưa được. Dạ. Như đó không thấy là cho bán là phải cái dưa nó còn phấn nữa. Đúng không? Ừ. Hái vào lúc là sáng sớm hay là chiều mát gì đó. Sáng sớm. Nó mới có phấn. Mà đó cha trồng trồng gãy dữ lắm nha. Nhiều lắm. Hồi xưa đa số trồng gãy, hồi đó nhà em cũng trồng gãy nữa. Cũng trồng dưa leo đó. Vừa bắt nữa. Mà ta trồng kiểu luân phiên. Thì trồng đậu que, đậu bún rồi nhiều lắm. Nhà em hồi xưa cũng trồng gãy mà xong rồi mới lên vườn sau này á. Đậu que mình. Bây giờ cha ngỡ là hồi trước trồng nhiều, bây giờ ngáo quá. Nó là giờ lớn tuổi giờ mình ngán đi đúng hồi trước đâu có đúng trải. Đúng trải. Muôn lần bụi trải, hai bụi trải vậy đó. Xong rồi cha đốn cái nhờ. Đốn xong rồi mẹ theo. Hoặc là mình theo. Mà mình đi theo chơi thôi chứ có làm được gì đâu. Theo gốc rồi này nọ. Vậy mà xưa phá theo nha. Ừ, theo phá, theo, quậy quậy vậy đó. Hồi xưa á, cha em hay quậy cái gánh thúng á. Cái hai chị em mới ngồi trong hai thúng á. Giờ gánh ra ruộng. Vậy không? Phải ngồi hai thúng hai bên đó, gánh giống rồi ruộng. Hồi xưa còn ngoài em còn ấy ha. Hồi đó trong mình cha còn sử dụng cái đó không cha? Hồi lúc con biết là con hình như là không còn sử dụng nữa. Mà nó đây là suốt là lấy xuồng. Lấy xuồng lấy xuồng. À. Còn đi gánh thì cha cũng không biết gánh luôn. Giờ không biết gánh luôn. Hồi xưa là tại vì mà trong mình nó có cái mấy con mương đó, gạch đó. Xong rồi lấy cái xuồng nhỏ nhỏ cái để dưa lên. Đẩy nó dễ hơn. Ừ, để dưa lên rồi để nông sản lên cái đẩy. Gánh thì nó nặng. Nặng ha. Ừ. Trong em thì từ vận chuyển từ ngoài đồng vô trong vòng á, mới trong vòng đâu có xuồng, đâu có nước gì đâu. Phải gánh. Phải gánh, đúng rồi. Tùy dùng. Còn những gánh cái đòn sóc á, hay cái thì cha có gánh lúa, bằng cái đòn sóc nó nhọn hai đầu á. Xong rồi à cái đòn sóc hả? Vậy ta bó lúa cái mình mới đâm vô cái lõm bó lúa. À con hiểu rồi, hiểu là người ta có bó nguyên cái lúa xong cái mình đâm vô. Trước con bó sau bó trong cái quẩy lên gánh cái đó không biết bởi vì ở quê em đâu ít có sông á đâu biết lũ lụt là sao đâu không có biết gì đó bởi vì em tới nay cũng chưa biết bơi đúng không chưa không biết bơi luôn nãy cái này có biết nước hay dính này hay gì nó dính dạ chắc nãy rớt nước xuống nha còn còn mình thì biết bơi rất là sớm nha. Mà hai anh em mình biết bơi á là cũng nhờ cha. Mà con với ông Quyên hồi trước là hai đứa nào nó biết biết bơi là còn nhỏ luôn á. Trong vùng trong nước mà hồi xưa là cái vùng nước với sông mình nó cũng trong nó sạch chứ không phải như bây giờ nuôi cá rồi biết rồi. Ô nhiễm. Nó cạn rồi nó ô nhiễm bây giờ nước sông mình giờ mới dơ quá. Mốt tập cho thằng Sam biết bơi sớm sớm à. Đúng rồi. Không, giờ nó tập giờ con chỉ có đem ra đi ra lấy hồ bơi rồi chứ đâu xuống sông cho con xong. Dạ. Xuống sông cha rồi con lội xuống rồi ra còn sợ còn thấy không dơ quá. Dạ. Giờ tập cho nó bơi đó đi ra hồ bơi rồi tập nó. Rồi như vậy là gia đình mình mới vừa ăn xong cả nha. Ăn xong mà mới ăn xong có một con. Bốn người mà ăn nói chung là chỉ mới được có một con à đúng rồi con mà đúng là chưa có hết nữa cái đầu cũng còn có cái đuôi nữa mà tại vì cái thịt mình để dưới nó nhiều mà với mình để mình với rau rồi bún rồi nó vô với cái phần nữa là con cá bữa nay con mua quá to trời bự chẳng quá bự trong hình đó thì cả nhà thấy nhỏ nhỏ chứ thật sự ngoài rất là to nha hôm nay ăn ngon chưa ha ngon chứ nó cá lóc nướng rồi đó thì có món ruột của cha mà dạ cha thường thường ấy, là cái đi ôm mẩm cha cũng bắt được con cá cái nướng cái dầm vô găm ăn cơm dạ vậy mà nó ngon lâu ăn cá nướng dầm vô cũng ngon lắm á vô găm thơm á lâu lâu em cũng thèm đó đúng rồi hôm nay em ăn được không út ngon dạ cho mình đĩa mình đĩa không cảm ơn út nha bữa nào cái anh mua con cá lóc gọn gọn á về cái mình nướng dầm vô găm mà dầm vô găm thì mình chỉ cần gốc cá lóc gọn gọn thôi nhỏ nhỏ thôi dạ thì video của gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Rồi giờ thì gia đình mình bye cả nhà. Bye bye. Bye, bye.